Hoa giấy lạ. Hoa giấy thường là hoa giấy cánh thơm, màu đỏ, màu vàng. Nhưng hoa giấy này lại là cánh chùm. Nó có từng chùm màu rất lạ, màu hường. Có người ta gọi là màu hồng hồng, nhưng nó chính xác hơn là màu hường. Nó rất đẹp, rất sáng. Bông giấy hường này rất hiếm, ít có gặp ở bên ngoài. Đây là loại giống hoa giấy đột biến. Nó đột biến từ hoa giấy đỏ. Quý vị và các bạn chị nhìn xem, nó có một màu rất đẹp. Từ xa xa trong ánh nắng, màu hường của nó thoáng thoáng hiện ra. Đây là hoa giấy chùm màu hường, được người ta săn lùng nhưng lại rất hiếm. Để trồng được cây hoa giấy màu hường này thì rất là khó khăn, vì nếu không cẩn thận thì nó sẽ đột biến trở lại màu đỏ. Để trồng được hoa giấy màu hường thì người ta trồng cách ly xa các loại hoa giấy khác, để tránh nó thụ phấn chéo. Hoa giấy màu hường này thì nó cũng rất sai bông, xiên bông và bông rất nhiều. Rồi nó còn dễ tạo bông hơn các loại hoa giấy kia nữa. Không biết vì sao nó lại đột biến ra màu hường. Nhưng mà màu hường này thì nhìn nó có cái vẻ như là mỹ miều, e lệ, như một cô gái e thẹn. Màu hường thường tượng trưng cho sự đầm thấm, rụt rè, nhưng lại cứng rắn. Thường được các người phụ nữ trồng nhiều hơn các người nam. Nhưng đã là hoa thì không phân biệt nam nữ, miễn hãy đẹp là người ta săn đón về trồng. Để trồng được hoa giấy này thì ta cắt từng khúc khoảng ngang tay cắm. Thường hoa giấy người ta chỉ cắm, ít có ai chiếm, tại vì hoa giấy rất dễ trồng. Và để tạo bông tết thì người ta vẫn xiết nước như các loại bông giấy kia.